Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đi kiểm tra cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung T3 để sẵn sàng chuyển sang đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị F0 không triệu chứng trên địa bàn và công tác phòng chống dịch tại chợ Đông Ba. Hiện tại, khung cách ly T3 phường Phủ Thường đang thực hiện cách ly cả đối tượng F1 và thuộc diện cách ly y tế. Khi các đối tượng này hoàn thành cách ly, sẽ xây dựng địa điểm này trở thành điểm tiệm nhân điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sau khi kiểm tra phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nguyễn thanh bình yêu cầu khẩn trương cải tạo lắp đặt các thiết bị cần thiết sẵn sàng thực hiện công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong đó lưu ý về các hạng mục như khu vực điều hành chung khu thu dung điều trị bệnh nhân hệ thống điện nước khu vực vệ sinh tại các khu vực đảm bảo điều kiện sinh hoạt cần thiết cho bệnh nhân điều trị và các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khung cách ly đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịch tễ tại địa điểm thu dung không điều trị này kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Đông Ba. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ban quản lý chợ Đông Ba đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch để toàn thể người dân nắm rõ và thực hiện được các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên lập kế hoạch để tầm soát, tiến hành định kỳ theo từng nhóm cụ thể, khoa học và đồng nhất. Xem đây là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn dịch bệnh tại chợ. Về phía tiểu thương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K phòng chống dịch trong việc buôn bán, thường xuyên thực hiện quẹt mã QR, hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người.